Khá tốt. Thanh Tuấn. Đội chuyển sai cực ngay. William. Goal. 1-0 dành cho khách sạn Trường Sơn. Có lẽ như đó là thường mắc lỗi của Ngọc Luận, anh đã không theo kèm đối phương và để cho đối phương có quá nhiều khoảng trống để chạm bóng vào đầu. Một pha bóng mà hệ thống phòng ngự của đội bóng áo vàng đã mắc sai sót, việc dẫn đến bàn thua của đội bóng này. Khoảng trống rất lớn. Như vậy số 8 Thắng Vân là người đã có một pha đánh đầu cực kỳ ấn tượng, cực kỳ cảm giác để đội bóng về góc sân khung thành của Hồ Bắc. Và đây là trận đấu thứ 6 của khách sạn Trường Sơn. Lúc này họ đang dẫn với tỷ số 1-0 trước một đội xa. Lưu Văn Quang khá nguy hiểm. Như vậy tỷ số đã được nhận lên 2-0 dành cho khách sạn Trường Sơn. Một pha từng bóng rất cảm giác và chỉnh chu đến từ cầu thủ áo số 2, người đã vào sân chơi 1, đó là Lưu Văn Quang. Hai bàn thắng và hai pha lập công của các thủ khách sạn Sơn đều ở những tình huống bóng mỏng. Vừa rồi là một tình huống tận bóng rất khó dành cho Phú Bắc. Và hai bàn thua của Phú Bắc trong trận đấu này là không thể cản phá.